Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết máy bay quân sự rơi tại huyện Tây Sơn. Hai phi công nhảy dù ra khỏi máy bay và hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai phi công này. Chiều ngày 6 tháng 11, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết vào sáng cùng ngày, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không, Không quân tổ chức bàn bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định với máy bay Yak 130 số hiệu 210D, bay bài 208, bay đường dài, không vực xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp. Do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay, bay buồng sau. Đây là chuyến bay đợt 3, là chuyến thứ hai của phi công buồng trước trong ban bay trong ngày. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 phút. Khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cho chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định. Quân chủng phòng không Không quân đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cấp cứu mặt đất và trên không. Thông tin thêm về vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết máy bay quân sự rơi tại huyện Tây Sơn. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai phi công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy lâm thời triển khai lực lượng thường trực phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án và bắt giữ bà Lê Thị Mỹ Châu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, nổi danh với chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu. Bà Châu bị cáo buộc tội đưa hối lộ, trong khi hai đối tượng khác là Lê Quốc Kháng và Lê Nguyễn Hoàng Nam bị bắt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, thông qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện bà Mỹ Châu, chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu, có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng để nhờ ca sĩ này chạy án. Mục đích của những người này là chạy để tại ngoại cho một bị can đang bị Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố, bắt tạm giam. Giá mà ca sĩ Quốc Kháng đưa ra cho vụ chạy tại ngoại này là 9 tỷ đồng. Nam ca sĩ tự giới thiệu là cháu của các đồng chí lãnh đạo, trong đó bà Châu đã chuyển 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quốc Kháng thông qua Lê Nguyễn Hoàng Nam nhờ giúp chạy tại ngoại cho bị can. Theo đó, Nam đề nghị Quốc Kháng đưa trước một khoản tiền để chi phí và phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Quốc Kháng đồng ý với Nam và tự hứa hẹn với bà Mỹ Châu là bị can sẽ được thả trong vòng một tuần. Bà Mỹ Châu đã hai lần đưa trước cho Quốc Kháng 7 tỷ đồng trong tổng số tiền 9 tỷ đồng mà hai bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên, thay vì hoàn tất lời hứa, Kháng chỉ đưa cho Nam 450 triệu đồng và giữ phần lớn số tiền để tiêu xài cá nhân và giải quyết nợ nần. Sau đó, Quốc Kháng có dấu hiệu bỏ trốn, chặn mọi liên lạc với bà Mỹ Châu. Khi Kháng bỏ trốn, hành vi lừa đảo bại lộ dẫn đến việc bắt giữ cả bà Châu cùng đồng phạm để điều tra. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 3 người có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của ca sĩ Quốc Kháng khẩn trương liên hệ tại đơn vị này, gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức để trình báo. Nhận định vai trò của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Doãn Văn Hưởng là ngang nhau tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội, thấy cần giảm án cho ông Vịnh để đảm bảo công bằng. Tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội mới đây đã mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và một số bị cáo khác trong vụ vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Lào Cai. Theo đó, vào ngày 29 tháng 5 2024, Tòa nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án sơ thẩm đối với cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và một loạt các bị cáo liên quan vụ khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit gây thiệt hại hơn 312 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền 30 triệu đồng xung công quỹ nhà nước. Sau phiên tòa sơ thẩm, 6 người kháng cáo gồm Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Lương Văn Na, cựu phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, Lê Ngọc Dương, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Trong số này, các bị cáo là cựu lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam bị tuyên phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Nguyễn Quang Huy lĩnh án 3 năm tù, áp dụng hình phạt bổ sung là 50 triệu đồng. Phạm Cao Khiêm lĩnh án 2 năm 9 tháng tù, Lương Văn Na lĩnh án 2 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo là Phan Văn Cương và Lê Ngọc Dương bị tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cùng lĩnh án là 2 năm 9 tháng tù.
Tại tòa phúc thẩm với cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, tính đến trước ngày 30 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vẫn chưa có văn bản pháp luật triển khai thực hiện quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương như phối hợp với các bộ ngành khoanh định về phê duyệt các khu vực cấm tạm thời cấm hạn chế hoạt động khoáng sản apatit. Việc xác định mốc thời gian hoàn toàn dựa vào nguyên bản làm việc ngày 28 tháng 9 năm 2009 và qua việc kiểm tra thực tế tại hiện trường, vì vậy cần xem xét giảm một phần trách nhiệm của bị cáo Vịnh đối với việc cấp phép cho công ty Lilama thực hiện đầu tư khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyền, thành phố Lào Cai, tòa phúc thẩm nhận định. Cũng theo hội đồng xét xử phúc thẩm, văn bản số 839 chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh ký ngày 11 tháng 4 năm 2012 có nội dung về việc cấp giấy phép khai thác, do đây là mỏ khoáng sản quy mô lớn nằm trong quy hoạch khoáng sản và thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị công ty Apatit Việt Nam làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, công ty Apatit Việt Nam không thực hiện làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty Lilama không báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, dẫn đến việc cấp phép khai thác trái thẩm quyền sau này. Trách nhiệm chính thuộc công ty Apatit Việt Nam, công ty Lilama và bị cáo Vịnh phải chịu một phần trách nhiệm không phối hợp để yêu cầu hai công ty thực hiện. Mặt khác, theo hội đồng xét xử phúc thẩm, kể từ khi bị cáo Doãn Văn Hưởng bị tòa sơ thẩm phạt 4 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo không kháng cáo án sơ thẩm, giữ cương vị là phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, trực tiếp phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường và từ tháng 12 năm 2013 đến năm 2015 chức danh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Bị cáo Hưởng đã ký các văn bản liên quan là nguyên nhân chính dẫn đến việc vi phạm pháp luật của các bị cáo và dẫn đến hậu quả của vụ án. Bị cáo Vịnh trình bày tại tòa phúc thẩm rằng dự án này không thuộc theo dõi của tỉnh ủy, nhưng bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm về văn bản đã ký và hậu quả xảy ra. Do vậy, cần xác định vai trò của bị cáo Vịnh và bị cáo Hưởng là ngang nhau. Vì vậy, cần xem xét giảm án cho bị cáo Vịnh để đảm bảo công bằng đối với các bị cáo, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đánh giá. Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Vịnh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ, đúng pháp luật. Đánh giá về bị cáo Vịnh, hội đồng xét xử phúc thẩm thấy bị cáo Vịnh là người dân tộc Tây, người cao tuổi, được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen tại tòa phúc thẩm. Bị cáo đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải và xuất trình giấy xác nhận mẹ vợ là bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng hồ sơ bệnh án tăng huyết áp, tháo đường type 2, rối loạn chuyển hóa lipid của mình. Từ các lẽ trên, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, xử phạt bị cáo Vịnh 4 năm tù, thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 18 tháng 5 năm 2023, phạt bổ sung bị cáo 30 triệu đồng. Chiều ngày 4 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 đồng phạm giai đoạn 1 nhằm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án này. Trong buổi sáng, hội đồng xét xử đã hoàn tất thủ tục và tóm tắt bản án sơ thẩm dài hơn 300 trang. Vào buổi chiều, hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn các bị cáo, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là một trong những người đầu tiên được hỏi. Tại phiên tòa, bà Lan nhiều lần khóc nghẹn, khiến các thành viên trong hội đồng xét xử phải nhắc nhở bà bình tĩnh. Bà Lan không kêu oan mà bày tỏ mong muốn tòa xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cũng như các đóng góp cho xã hội, từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt. Khi được hỏi về việc sử dụng tài sản của ngân hàng SCB, bà Lan phủ nhận cáo buộc chiếm đoạt tiền và cho biết đã cho SCB mượn tài sản cá nhân nhằm tái cơ cấu ngân hàng này. Bà cũng khai rằng gia đình bà có nguồn tài chính trước năm 1975 khi gia đình bà còn kinh doanh tiểu thương tại chợ Bến Thành, sau đó mở rộng sang ngành mỹ phẩm và bất động sản từ năm 1992. Ngoài bà Lan, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Lan cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với tội danh tham ô tài sản. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Vân 18 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vân trình bày rằng mình chưa bao giờ lợi dụng chức vụ để trục lợi và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng cho biết đã tác động gia đình nộp 2,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đồng thời có một số tình tiết giảm nhẹ mới. Bản án sơ thẩm xác định rằng các tài liệu đứng tên Trương Huệ Vân đều thuộc sở hữu thực tế của bà Trương Mỹ Lan, người đã nuôi nấng bị cáo từ nhỏ. Do đó, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên các tài sản này để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Vân xin hội đồng xét xử xem xét giải tỏa kê biên, trả lại các tài sản đứng tên mình vì cho rằng đây là tài sản riêng do bà nội tặng cho và không thuộc sở hữu của bà Lan. Ngoài ra, bà Lan cũng mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo để họ có cơ hội làm lại cuộc đời vì các đồng phạm chỉ phạm sai lầm trong quá trình cứu SCB. Sau khi trình bày những nội dung liên quan đến vụ án, bà Lan mong muốn đang bị kê biên phong tỏa trong quá trình điều tra. Cụ thể, bị cáo xin tòa giải tỏa hai căn nhà trên đường Trần Cao Vân và Lê Lợi, quận 1 vì đây là tài sản mẹ của bà cho riêng Trương Huệ Vân, cháu bà Lan, không liên quan vụ án. Đồng thời, bà cũng xin giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Điều này được bà Lan trình bày rất nhiều tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo nói đây là tài sản riêng của gia đình, có giá trị lớn về mặt văn hóa, di sản.
Ngoài ra, bà đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa tòa nhà số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1. Nữ bị cáo nói xin đây là tài sản này để cho thuê, lấy tiền tu sửa biệt thự trên đường Võ Văn Tần vì nhiều năm nay SCB không thanh toán tiền thuê nhà. Ngoài ra, bà cũng xin lại căn nhà số 78 Nguyễn Huệ, quận 1 vì đây là tài sản mua cho con gái và xin lại một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô đang bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án. Ngoài ra, bà Lan xin lại hàng loạt tài sản như sổ tiết kiệm, các bất động sản làm trụ sở Vạn Thịnh Phát vì được tạo lập trước khi bà tham gia tái cơ cấu SCB.